Chào các bạn, hôm nay video này á, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ta đo tụ ha. Bài trước là đo von này, bài này ta đo tụ. Thì ví dụ mình có con tụ trên tay, đây là tụ hóa có phân biệt cực. Tụ này cái giá trị là 33 UF. Đây để nét ha. Đây 33 UF ha. Rồi thì đối với tụ thì có loại tụ hóa, có loại tụ gốm. Thì đối với những loại tụ mà có phân cực á, thì chúng ta đo đúng cực. Còn những loại mà không có phân cực á, chúng ta cứ đo thoải mái ha, giống như điện một chiều, điện xoay chiều vậy các bạn. Thì đầu tiên á, để đo được tụ á, thì chúng ta phải chỉnh nó về thang đo tụ. Đây mình, để mình làm dấu cái mũi tên. Rồi đây chúng ta có thang tụ thang F, thấy không, thang F nè. Thì tụ của mình nãy là tụ 33, nên mình phải dùng thang lớn hơn 33. Thì hiện tại chỉ có thang 200 này lớn hơn 33 thôi, tất cả thang còn lại là nhỏ hơn ha. NF là 0,2 UF á, không, đây là 0,2 UF nè. Nói chung là thang 200 là lớn nhất ha, thì nên mình phải đo bằng thang 200, tại vì thang 20 thì không đủ đó. Thì về cách đo, chúng ta chuyển qua đo qua đây ha. Từ bình thường á, các bạn thường hay bình thường để qua đây đúng không, thì giờ chúng ta chuyển qua bên đây, chuyển qua bỏ bên lỗ bên đây ha, chỉ có chữ CX nè. Lỗ nào có chữ CX á, bạn chỉ qua lỗ đó có chữ C á, đó qua đây, đó. Rồi chỉnh thang 200 ha, chỉnh, nhớ là phải chỉnh lớn hơn cái tụ của các bạn nha. Tụ vụ tụ của bạn tụ 10 đi, thì bạn chỉnh thang 20 được rồi ha. Tụ của bạn là tụ 100 đi, bạn chỉnh thang 200. Nói chung mình đây đồng hồ này đo được tối đa là thang là 200 ha, lớn hơn là đo không được ha. Rồi đây là hai que của đồng hồ, đây là hai que của tụ, hai chân tụ. Thì mình đưa chân âm vào chân âm, chân dương vào chân dương, như robin các bạn, như robin như đó ha. Đấy lên liền, lên 35 ha, 34-35 gì ok các bạn. Tụ 33 lên cỡ 35 vậy là ổn rồi ha, vậy là ổn rồi ha. Còn những tụ nào mà lên mà sai số lớn hơn nữa thì đó là do sai số của đôi đồng hồ ha, chứ tụ ít khi nào sai số lắm bạn. Tụ với điện trở là ít khi nào sai số lắm, một là hư, hai là còn sống rồi, chứ không ít khi nào sai số. Đây đó, còn đó đây là tụ, đây là cách đo mà đối với đồng hồ có que. Còn đối với những đồng hồ mà có hai cái lỗ ở đây nè, mình sẽ cho bạn coi video đồng hồ đó. Bạn sẽ giúp mình lấy cái tụ ở chân sẽ còn dài ha, chân còn dài để đủ để ta đưa vào cái phần đây, phần này ha. Hoặc là các bạn nói chân hay là gì đó không biết, để đủ dài và đủ nhỏ để đưa vào cái phần này nha, mới đo được ha. Thì như thế này, đây mình sẽ đo thử mình xem, đây con tụ 105 chỉnh điện nó khai 22 mm thôi. Đo mình xem đây rồi, đây để đo thử mình xem ha. Đây người thấy ha, đây lên 1,0 mấy đúng không? Rồi là bạn thấy đó, đồng hồ mà có hai cái lỗ ở đây nè, thì chúng ta đo theo cách mình hướng dẫn ha, và đưa hai chân tụ vô hai cái lỗ đó. Đó. Thì nói chung là cách đo tụ cũng khá đơn giản, như ta đo pin thôi, không có gì quá gắt gối. Đầu tiên chúng ta nên chỉnh về thang lớn hơn ha, sau đó chúng ta đổi cái que đo qua bên đây, xong rồi đưa vô đo thôi. Đo đúng cực, đối với tụ có cực thì đo đúng cực, tụ nào mà không có cực chúng ta đo thoải mái, như là tụ quạt là không có cực, tụ 104 không có cực. Đó, chúng ta đo thoải mái. Rồi video này cái đây kết thúc, bài này cũng khá là đơn giản. Bạn nào thắc mắc gì thì comment ở dưới. Rồi chào các bạn.